Trận nào cũng thể hiện. Em đã được 2 trận, mỗi trận 15 phút là 30 phút. Mà em kêu em đã nhiều nhất. Có nữa không? Có nữa không? Thằng khác ra bắt. Có nữa không? Tiếp sau vào vậy. Vẫn còn đá đi. Sao nó dỗi à? Cho nó đá đi, con nó dỗi à? Đâu là trêu ấy. 20. Em biết nó trêu mà em. Chỗ này cứ bắt, bắt 20 phút. Đá đưa, đá đưa. Rồi để em đá tiền sau. Rồi em ơi. 10 ra 10 vào à? Căng đấy. Hiền vui con quạo nhá. Này hiền này quạo nhá. Mời chú Tịnh Hiệp đi xuống. Sao? 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 S
này rồi tội. Cứ tuần nào hay là có phi trúng anh nhé. Đấy, chút lên. Dừa cái nhìn nó ơi. Đây đây, đây đây, xong rồi đây. Thế bây giờ em ví dụ như bây giờ em chiếu màn hình to ra em quay mũi long được không? Papa ơi. Ôi, hay quá anh ơi. Anh số 33. Cắt đất luôn nhỉ. Nào hai chủ tịch, lấy xuống. Wow.
nhiệt tay em ơi. Anh nó vào đâu? Rất mạnh. Hả? Không. Ôi gì đây? Bỏ công đi. Kéo người là chưa kéo người. Kéo người dài ra. Em ngả ra. Thảo ơi, thay người. Chứ là cứ kêu Thảo ấy, cứ nhìn. Cứ tưởng Thảo đây đúng không? Ai ngờ các anh cũng kêu là Thảo. Anh là Hảo, còn em là Thảo. Ok. Ok rồi anh ơi. Ok rồi đấy. Hai mươi phút nữa hả? 15 hay mới 20 anh? 20
được à? Yeah, ok. Bao nhiêu tỷ số yêu rồi? Để anh đánh như bàn nào? Hôm nay tùng đen lắm. Hôm nay đi bàn 2 bàn đấy. 2 bàn đúng nhỉ? Mày cái mặt anh cái nào? Anh vào đi. Tẩy, nó quăng cái tay nó ghê. Ui, hai tay. Lại anh, đi lui. Làm gì đấy? Lại anh. Hết cả hình tượng. Thảo nhỉ? Hình tượng của anh Tùng mất hết rồi. Ôi. Vào trong máy ạ, hết rồi. Trong máy hết rồi. Hàng triệu khán giả, triệu người hâm mộ theo dõi. Long hôm nay nhiều quả tiếc nhỉ? Thảo là yêu Long hay yêu Việt nhỉ? Ôi trời. Anh không biết, anh giảng thế. Em yêu cả hai anh em. Nhắc nhở, nói như không em nhiều quả tiếc. Em xem, em chưa thấy ghi bàn của nào đúng không? Ôi giời. Hiền ơi là Hiền. Rời say, rời xa vòng tay vòng tao là bác tốt. Chưa nhập, Hiền là thần chưa nhập. Ôi giời. Em lùi về, lùi về, lùi sau, lùi sau, lùi sau. Mày chết. Chủ tịch Tùng đi lui, chủ tịch Tùng. Tùng chủ tịch chiếm thế mà ảnh luôn. Em thử hết rồi nó lực sẽ gần vào chiến cuối chứ. Ui này, đỡ quả bóng bước 1. Như kiểu ăn tập ấy. Ôi ôi ôi. Chủ tịch, ôi chủ tịch. Ôi giời. Cái đó anh. Cái đó nha. Đi bàn. Chủ tịch. Bây giờ bao nhiêu anh? 5-20 rồi. Thì tôi hết rồi nhá. 45 giây nữa. Thôi giờ hết rồi. Vì ta 22 phút hiệp đúng không? Hết rồi. Anh em đá 2 phút. Khỏe. Hết rồi.